Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái tool tạo hình thép này. Thì mình trước tiên mình sẽ không đi sâu mà mình sẽ biểu diễn cái kết quả trước. Mình sẽ cho comment mấy cái repair này để lúc sau mình vào schedule cho nó dễ. Rồi thì tạo hình thép ở một chọn thép thì có ba thì chọn, nhưng mà đầu tiên mình cứ để mặc định là từ thép đang được chọn trước đi. Rồi cái tên của host này là cái gì, para chỉ định tên của host là cái gì ha. Thì chúng ta biết đó, thì với mỗi cái repair thì nó sẽ có một cái host ha. Host của cái repair này là cái dòng này, thì cái dòng này chúng ta đặt tên nó là gì và ở cái parameter nào ha. Ví dụ như cái dòng này chúng ta đặt tên của nó ở parameter là mark, thì chúng ta sẽ điền cái parameter đó vào cái khung mà lúc vừa nãy. Này thì chính là cái parameter này, chính là cái parameter tên của host nè. Rồi cái phần này là dùng để mình review, mình xem thêm thôi chứ không có tác dụng, không có ảnh hưởng đến cái việc tạo hình thép. Thì chúng ta muốn xem thêm cái thông tin là balance với lại comment của cái này đi, của cái rebar của mình đó. Liệt kê thì cái balance với cái comments này là nó thêm vào để mình xem thôi, không có tác dụng gì hết ha, chứ không có ảnh hưởng đến cái việc tạo hình. Rồi tình trạng ở đây là ví dụ như cái thanh thép này là đã được tạo hình chưa. Rồi ví dụ như ở đây mình có 28 cái ha. Rồi, cái này là để cũng cái lọc này là dùng để xem thôi. Ví dụ như chúng ta muốn xem cái tên hot D55 là có mấy thanh thép rồi chẳng hạn vậy ha. Rồi đây là cái gọi là kích thước của cái hình mà mình muốn ha. Này là mình cứ để mặc định thì cũng đã ổn rồi, nếu mà mọi người muốn chỉnh sửa gì thì có thể chỉnh sửa tùy ý ở đây. Rồi cái tạo lại tất cả này thì có nghĩa là những cái thép, dù những thanh thép đã có hình rồi đi nữa thì chúng ta vẫn tạo lại ha. Rồi bây giờ mình nhấn tạo luôn. Ok thì nếu mà có một cái gì đó bị lỗi thì nó sẽ có màu đỏ, còn nếu nó xanh hết như thế này nghĩa là không có bị lỗi cái ở cái thanh thép nào hết ha. Rồi ví dụ mặt cái ví dụ như cái thanh thép này đi mà mình muốn chỉnh sửa một cái gì đó ở cái hình này thì chúng ta có thể kích đúp vào, double click vào hình ha. Mình muốn sửa một cái gì đó chẳng hạn, một thông số hoặc là thêm một cái gì đó ha. Thì chúng ta save lại thôi. Rồi rồi thì sau khi nhấn xong tạo hình chúng ta nhấn áp dụng thì nó áp dụng, chứ nếu chúng ta nhấn đóng đóng là nó sẽ hủy kết quả. Rồi mình sẽ áp dụng vào. Ok rồi thì giờ mình sẽ tạo schedule và tạo sheet để hiển thị cái hình đó ha. Total balance. Tùy vào cái family shop của cái family rebar shop của mình mà cái parameter tổng tổng chiều dài của mình quy định ha. Mình không biết cái rebar shop này nó tổng chiều dài của nó là cái thông số nào nên mình để hết luôn rồi mình xóa sau.
thêm vào biển comment để filter nó. Rồi, housemate type đi. Rồi. Filter nó. Ok. À, quên thêm cái image. Image. Rồi. Có một số cái mà nó không có image là do lúc nãy mình chọn comment filter hai lần á, cho nên nó lúc đầu mình chọn mình nhấn filter rồi, nhưng mà lúc sau mình chọn lại thì nó chỉ tạo những cái này thôi, còn những cái này mình chọn bị chọn thiếu không anh, chứ không phải là do nó tạo thiếu đâu. Rồi thì giờ mình sẽ tạo một cái sheet mới và lôi cái đống này vào. À. Rồi. Cái hình lúc nãy mình tạo mình edit này. Rồi nó tạo xong. Thì để điều chỉnh kích thước của cái image trong cái này thì mình có thể lôi cái này ra thì nó sẽ bự hơn. Rồi. Chúng ta